ơi, tặng một, quá rẻ quá đẹp, giàu nghèo gì cũng mua được luôn. Tất cả các sản phẩm của chúng em đang được đổ đồng đổ đống ra đây, bão phá hết mọi tầm giá để phục vụ quý bà con của bác luôn. Và mình sẽ về trong cái khu vui chơi. Cái này là bán khẩu trang, nó thấy là ớn cái tiền. Đây là cái nơi giống như là quay về tủ kho vậy. Bán mấy cái đùi quay không có nhiều không. Đây đưa ngựa tủ kho này rất là nhớ tủ kho này, nhớ xưa nước còn nữa thì mình lại dẫn đi chơi mà con người xe con người bằng gỗ. Không phải là con người bằng mũ như vậy mà đây là con người bằng gỗ. Tự nhiên quay về tuổi thơ lời cuối xin chào và hẹn gặp lại vào hội chợ lần sau quý vị nhé. Chơi này không? Chơi này không?